Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Dạ, con kính thưa Chư Phật Chư Bồ Tát, con xin đảnh lễ các ngài. Dạ, con kính thưa Chư Phật Chư Bồ Tát, con hôm nay con xin đem dâng cuốn kinh Địa Tạng chép tay dâng lên cúng dường Chư Phật Chư Bồ Tát. Con nguyện cho công đức này để cho các chúng sinh trong hư không pháp giới nhờ công đức này và được điều khổ được vui đồng vãng sinh tây phương cực lạc. Con kính dâng lên Chư Phật Chư Bồ Tát. Dạ, con kính dân kinh Địa Tạng Bồ Tát chép tay. Dạ, con xin cung kính ạ. Con xin đa tạ. Ha ha.
Sắc mô đi số hóa.